Những tin nhắn của mẹ khiến con cái đọc mà cạn lời. Mẹ bạn có vậy không? Cả nhà có công nhận với tôi là nhiều khi bố mẹ mình cũng rất vui tính, hài hước và thậm chí là còn dây hơn cả mình nữa hay không? Bằng chứng đây này, đu chen múa yêu mẹ các thứ thì được mẹ trả lời cho một chàng cảm lạnh luôn. Xin phép là tôi không có đọc những lời mắng yêu của mẹ lên nhá. Mẹ còn lý luận rằng tóc mẹ chưa bạc, mỗi tóc mày bạc thôi. Bạn nữ này thì nhẹ nhàng hơn, mẹ cảm ơn nhưng mà chờ ế chê cái filter trắng trắng ở mặt nhá. Đúng, hợp lý. Không đu chen múa may yêu mẹ nữa, bạn này xin thẳng mẹ mua xe, còn đòi dỗi tuyệt thực. Sau những câu đáp trả phũ phàng ban đầu, mẹ đã nghĩ lại, dịu dàng hơn, bảo là mẹ mua rồi, mẹ thương con lắm. Cơ mà cái xe mẹ mua, nó lạ làm sao ý. Ôi trời ơi. Hay người mẹ này, thay vì thông báo rằng bố đi làm về bị ốm, mẹ đã có một tin nhắn khiến con cái cười bò. Mẹ trân trọng thông báo, cây ATM của nhà chúng ta đang ốm, hỏng hóc, cần được nghỉ ngơi và bảo dưỡng, nên tạm thời dừng các hoạt động rút tiền trên mọi hình thức. Khi nào cây ATM hoạt động trở lại thì sẽ thông báo sau. Đấy, ai có bố mẹ hài hước, vui tính thì chia sẻ trải nghiệm cùng 8 TV nha. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.